Hổm rày sao con cứ lầm lì lì vậy Ly? Cơm á thì bữa đực bữa cái, không nói năng gì với má hết. Mai mốt má khỏi chờ cơm con nghe má. Nếu mà tôi ăn một mình tôi vui á thì tôi cũng ăn rồi, đồ cái thứ gì đâu. Má, cái chuyện hôm bữa con nói với má, má tính sao rồi? Thì má đang chờ con mà. Ở bên đó động tĩnh sao rồi? Họ muốn gả bồng cho Việt Kiều đó má. Hay là má con mình qua nói một tiếng đi má. Ăn thua bồng thôi, con không có ngán gì hết. Ý đâu có được con. Người lớn mà sấn sổ vô nhà người ta chửi chết á. Bây giờ má có muốn cưới vợ cho con không? Thì muốn chứ. Con bồng á, nó mặn mòi, nó giỏi giang, khỏe mạnh. Mà sau này nó còn học đần tranh của má nữa. Má, giờ khi con muốn. Muốn gì con? Con với bồng á, ở nhau có bầu, rồi sau đó vô thú phạt với gia đình. Trời. Đâu, đâu có được con. Con gái nhà người ta là con đầu lòng nữa, phải giữ gìn, mang tiếng lắm con ơi. Rồi họ mặt nặng mặt nhẹ với má nữa. Thôi được rồi, má vô thay đồ đi, con tắm rửa rồi con đưa má đi. Con làm như giặt tới vậy. Má đi vô thay đồ đi. Ừ, được rồi, để má vô má thay. Dạ, có chú Thím ở nhà không, chú Thím Năm ơi? Ủa, ai mà tới giờ này vậy cả? Dạ tôi đây. Vậy sao? Hả? Chết rồi. Không biết ông kia có thấy ông Lý không nữa. Nhà này giờ có lệ nha. Khách đó tới toàn ban đêm không à. Mà tại ban ngày thím bận nên tôi mới để tối qua gặp thím chú luôn. Khách không mời. Thôi vô đi. Dạ. Đi má. Ê, à, xin lỗi chị nghe. Tại tôi đang nhậu, thành ra chưa kịp dọn. Dạ thưa với lại chú Thím, tôi tới đây giờ này thiệt không phải, nhưng vì con nên tôi mạo muội tới đây để thưa chị với chú Thím, cho hai đứa nó làm quen. Tôi muốn hỏi cưới cháu bồng cho thằng Lý. Chị với Lý coi như nói xong hết chưa? Nói xong rồi về đi. Tôi đi nói thẳng với nó rồi, nó giác xác tới đây làm gì không biết nữa. Tôi đã nói với con tôi từ đầu rồi là tôi không có gả. Nhưng mà tụi nó quen nhau, qua lại sông nước. Ủa, bộ vậy là được hay sao? Tôi đã nói rồi, tôi có nghèo tôi cũng không gả là không gả. Thưa chú Thím, con xin lỗi. Con và em bồng có tình cảm với nhau rất là lâu rồi. Trời ơi, con biết chuyện Việt Kiều không ép được em. Con rất là hiểu em bồng. Vì vậy con đưa má con qua đây. Nè, đừng có để tôi đóng cửa tiễn khách nghe. Cái gì mà kỳ cục vậy không biết nữa. Con chào bác. Con. Thưa ba, thưa má, thật sự con có thiện cảm với anh Lý. Nhưng mà kiểu này thì có mấy quyết định sao nữa. Con xin lỗi bác. Vậy sao chị? Con. Dạ. Thiện cảm hả mày? Bây giờ mày muốn cái gì? Con bị té rồi. Em bị sao vậy? Sao không con? Nay mày sao vậy? Bệnh hả? Tôi đang bị say nắng. Mới sáng rồi còn tươi đói, giờ bệnh hoạn bất tử vậy? Rồi, thất tỉnh nhỏ rồi phải không? Ông Năm này cũng kỳ á. Nhỏ không chịu lấy chồng, từ từ dỗ ngọt nó. Đằng này ông đập nhỏ một trận chí tử luôn mày. Mày đừng có nói tao là mày không biết gì nha. Nè, chị Tư, thôi nha, chị đừng có thêm dầu vào lửa rồi dựng chuyện đó nha. Phen này con nhỏ khó sống với ông bà Năm á. Mày chống mắt lên coi tao nói có đúng không nha. Tôi nói cho chị biết nha, sau này tôi có con á, tôi sẽ không bao giờ tôi làm như vậy đâu. Chuyện vợ chồng con cái nó quyết định, cha mẹ làm gì kỳ cục vậy.
À, gì? Tôi hiểu rồi. Chị trắng tay thằng Dứt, bây giờ chuyển sang lên án người khác đúng không? Ê, mày đừng có xỉa xói tao nha. Mày nghĩ xa quá, chưa có lấy được vợ lúc con. Nè, tôi đang tức á nghe, đừng có nói thêm nữa nghe. Tao hiểu mày rất buồn. Thôi mày đừng có đụng tới nhà đó mày, rắc rối lắm. Ê, hôm nay mày thấy Dứt đâu không? Thấy chưa, lòi ra liền thấy không, thăm dò chứ gì. Tôi không biết, và tôi cũng không đưa nó qua sông nữa. Chắc là đi rồi bao rồi. Mày làm gì mà mày ghét Dứt vậy? Thì mày cứ nghĩ như chim trời cá nước đi. Chưa chắc nó là người tốt, người xấu, không quan tâm. Nhưng mà nó có mặt ở đây là bao nhiêu rắc rối nè. Thôi, tao thấy hồn ai nấy dữ đi mày. Tôi không bao giờ tôi làm khổ người khác hết. Chị Tư. Gì? Tôi tính vậy nè. Nghe tôi nói nè. Gì? Mày đi chậm chậm thôi. Gì? Nói nè. Gì? Tôi tính vậy nè. Cái gì? Mày thôi nha. Ai đưa đồ cho tao? Tao lại làng bây giờ đó. Nó nhỏ thôi. Thôi nha. Bà hết linh rồi mày ơi. Chắc là vong linh của bà cũng theo chồng Đài Loan rồi. Tao giải hoài có được đâu. Chị à, đứng trước miễu cô hai nói tầm bậy tầm bạ không có được đâu. Trời ơi, tao khấn giấy mỗi ngày suốt đêm có ăn thua gì đâu nè. Đó, mày thấy không? Chồng xứ nào không thấy. Con tao cũng có luôn. Chị mà ai ưa cho được, người nào xui lắm mới gặp chị. Tao chỉ xin có một ông chồng Việt Kiều thôi mà. Cỡ cỡ như Đa Dít thôi. Tao xin hoài ròng rã mấy chục năm, có đâu. Hàn Quốc, Đài Loan, khoái gái tơ không hả? Chị à, không lên sao có nhiều người tới cúng. Chị ăn nói bậy bạ coi chừng đó. Có sao tao nói vậy thôi mày. Tôi lại chị đi chỗ khác giùm tôi đi. Tôi nói chị có hai chút. Hả? Làm thế ghê à. Cô hai ơi, cô sống linh chết thiên. Cô hai phù hộ cho con lấy được người con thương nghe cô hai. Dạ, cô cảm ơn cô hai. Mày khấn mà đâu được liền đâu. Cô hai phù hộ mày một phần rồi, còn bao nhiêu mày phải tự mình chứ. Trời ơi, chị đi chỗ khác giùm tôi đi. Thân chị lo, thân tôi lo. Chị quá đáng thiệt mà. Cảm ơn cô hai. Cảm ơn cô hai nhiều. Cô hai phù hộ cho con. Cái thằng chảnh chó à. Ôi, con xin lỗi cô hai, con lỡ chữ nó rồi. Quỷ. Mà nhìn thấy nó cũng tội thiệt chứ. Trời ơi, cô hai phù hộ cho con có chồng đi.